Hello, Happy xin chào các bạn nha. Ngày hôm nay Happy sẽ tiếp tục chơi Block Food nữa đây. Thì bây hiện tại thì Happy đang ở đảo khỉ nè các bạn ơi. Tại hồi tập trước Happy đang ở đảo khỉ. Nè, bây giờ thì Happy sẽ đi tìm những cái rương nha. Hiện tại này Happy sẽ đi tìm rương. Tìm rương á để kiểu như là để lấy mình này, mình này để mua trái ác quỷ đó. Ừ. Nhưng mà phải cần level nữa để đánh mấy khỉ. Hay mấy con khỉ này nó dai lắm luôn á. Dai da, đau. Đau hồi bây giờ mình đi đi về nhà thôi các bạn ơi. Ủa gì vậy? Cái gì mạnh như vậy? Hello. Ô. Còn có miếng méo hả? Thôi Happy đi về đây. Ê để lấy cái rương cái. À, cái rương của Happy, cái rương của Happy. Thôi đi về. Rồi xong Happy về tới nhà. Ui. Ủa hôm nay đâu ra mấy cây vậy? Đâu ra mấy cây đây các bạn? Ồ. Ủa sao con level 12 mà đánh cái con này cũng nhanh. Đi ngược lại luôn này. Ui giời ơi. Tưởng gì? Không nhưng mà Happy mới có level 12 thôi. Không mới có 12 tuổi à. Đó. Là một. Ủa cần tới 691 gì vậy má. Ủa đánh hụt nữa chứ. Happy đánh hụt nữa. Nè Happy đứng yên nè. Hai. Ê. U xì. Đó. Ê. Chơi vui duyên quá à. Tự nhiên nó đánh Happy cái Happy giăng lên luôn. Giờ Happy sẽ đánh cái con này cho nó lên 13 tuổi luôn. Sao đánh con này lâu thì chứ. Để Happy ráng cài lên 13 tuổi. Trời ơi tới 600 còn một nửa nữa. Yeah. Mấy cái con này dài. Yeah. Dài. Dài thầy. Ê. Ui nó bay luôn kìa. Nhìn hài quá. Bị ngu hả? Con này nó bị ngu cái gì á? Happy đứng ở Happy tưởng là nó dí Happy nó bùng 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 đi bên đây. Happy né ở này. Đó. Nó đi ở đây đứng im luôn. Ê, ủa mất tích nó rồi kìa. Yeah. Mất tích hoài. Hey. Ủa hình xài để chiêu cho nó. Chiêu vô xì đen. Đâu để khoai Happy bánh luôn con này cái. Quánh con này sao Happy lên cây thử. Đó lên cây. Ê leo không được. Không bắn được luôn. Thôi nhìn Happy đi nè. Pussy. Còn có 100 nữa à. Đấy. Ui giời. À, sao do. Ê hết cái cờ kìa. Cờ bên đây nè. Cái con này nó dai quá. Nè cái cờ bên đây nè. Nhưng không biết là chỗ đó mình đi chưa ta. Hình như đi rồi. Thấy ngọn hải đăng nữa kìa. Ừ đúng rồi đi rồi. Đánh này nè. Ủa sao chưa tới là. Ủa sao chưa 13 tuổi hả. Tờ à. Sớm cho lên 13 tuổi luôn đi. Sao lâu quá vậy tè. Còn có một chút cũng không dám lên nữa mấy. Ơi là má. Ê nữa. Quánh. Bay lung tung bay lên không trung. Yeah 13 tuổi. Nhìn Happy nè. Rồi cái này tới 800 như vậy má. Thôi đi. Oh đã nha. Đó, nãy Happy là Happy tụi nó là nó ở dưới biển chứ. Dưới nước ấy. Xuân. Đi nhanh lên coi mùa. Bây giờ mình sẽ đi qua cái đảo này nha. Có rương. Yeah. Có rương. Yeah, xong, có rương. Đây, bây giờ mình sẽ đi qua cái đảo bên đây.
Đó đây có gì? Hết hồn nha. Chơi du duyên là mày bị hết hồn luôn á. Ở đây có gì không? Có đường bí mật gì không? Không. Từ cái gì giờ? À, hình như ở đây chỉ có, nhưng mà không biết là mấy mấy ba này là level mấy gì vậy? Level 60 gì vậy? Không, nhưng mà đỡ hơn cái ông kia hồi nãy á, nhớ không? Cái nãy bị... Oh my god. Còn rương nào, còn rương khớp báo. Oh my god, level 17. Ủa không? Ủa phải không, 17.000 tuổi hả? Đã với bộ. Trời ơi các bạn ơi, nãy giờ Happy cài á, Happy đánh mấy cái con này nè, cho tới á, level 14 á, là 14 tuổi đó các bạn ơi. Trời ơi nè, Happy đánh sao Happy cài sao mà tới sáng luôn rồi nè. Thôi thôi bây giờ Happy sẽ đánh mấy cái con này nữa nha. Nè, còn có 4 cái nữa thôi. Ui giời, còn một con duy nhất. Con duy nhất thôi. Cha, yay, 14 tuổi á. Tăng thoại. Yeah. Mấy cái này là cái gì Happy cũng biết nữa. Yay. Yay. 50 100. 150. Ok, ok. Xong. Cất vô rồi đến tiếp. Ê cái này tới 950 chứ vậy. Thôi bây giờ Happy sẽ tìm mấy cái đảo khác. Captain at the window. Lock Vienna's door. Đánh mấy con này luôn. Level hả? Level 5 hả? Chị. Level 14. Là 14 tuổi. Thôi đánh mấy con này vui. Ê biết giờ nãy qua đánh khỉ. Không biết có. Thôi qua đánh khỉ mấy bạn ơi. Ôi đã rồi. Ôi what the. Đây thấy nè, thấy nè. Trời ơi nó che lại. Nó che lại đi, Happy đâu biết. Happy đâu thấy nó đâu. Nè Happy bơi đi. Ủa sao Happy không bị mất máu à? Sao mới đầu không nói gì đi. Teo 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 teo. Tự nhiên nó quay. Là cái đường này để đi lên. Có chỗ này đi lên không? Ai. Ê ê ê ê ê ê. Rồi, chỗ cuối cùng này coi có chỗ đi lên không. Ủa mà sao, ê đừng nhí nha, chơi ấy quá. Bên đây nó còn gươi. Học level 220. Ừ level này không có bằng cái ê đó đó, báo không à. Hồi chạy trên đây đi cho nó an toàn nhá. Ủa sao giờ cái rương nó tụt xuống ấy rồi. Ở đi về từ ơi cũng rảnh thầy chứ. Buông cả hai tay. Buông cả hai tay. Buông cả hai tay. Ê ê ê. Dù quê 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 sẽ kìa. Đó. Hai bị đấm nhanh không? Đấy, ui giời ơi. Ê, mới đây là 445 rồi. Đây để đánh dùm chờ. Ủa sao đứng đánh không không á? Ủa bị gì vậy? Bạn nó bị gì vậy? Tự nhiên đứng cái đánh. Để đánh dùm chờ, ui giời ơi. Con hả? Bạn đó bị ảo rồi. Happy đánh xong. Happy không dùng rồi chứ bạn nó đánh luôn. Thôi giờ để bạn nó đánh đi. Ê sắp 15 tuổi rồi. Yeah. Gương sắp 15 tuổi rồi.
Ê, còn còn có bốn nữa hả? Khoan, còn có 410 nữa hả? Yay. Thế không tính nhanh không? Một cái nửa tiếng mới xong á. Ui giời, dễ. Giỡn thôi chứ à. Ê, đảo hả? Thôi bây giờ mình bình thường lại chút đi ha. Ê, còn có 300 thôi. Đúng rồi. Sắp xong rồi, sắp 15 tuổi rồi, nhanh lắm. Còn khúc nữa chứ có nhiều đâu. 95. Ủa sao có kiếm à? 95 rồi. Vui. Yay. Đó. Đừng nói giờ á, bạn lại bạn dằn mình nữa nha. Chứ hồi nãy á là Happy dằn của bạn đó. Cái sao bây giờ đừng nói lại dằn của Happy nữa nha. Yay. 15 tuổi. Cái gì tới 10 thôi bây giờ Happy sẽ thân máu lên. Máu. Rồi, cái gì nó dạy? Sao nó cứ hiện cái giống này lên hoài? Tinh tùng. Thôi đi qua đánh lại con khỉ nữa. Đã nói là không có giỡn, là đã người ta đi rồi, ta tha cho rồi cũng không chịu nữa, còn lợi quánh nữa. Thấy ghét. Thôi đi. Đậu khỉ bên đây này chứ có cái xa có nhiêu đâu. Khoảng chừng chưa đựng cây. Nhanh lên coi. Ui dở ơi. Ê, hôm nay có chỗ bắt cua. Có cái thuyền. Đó, cái thuyền. Ủa sao chả được rồi. Ok. Thôi đi tiếp. Con monkey này là cái gì? Thôi. Đó không? Đánh mình tới chừng nào? Hả? Ừ, nó thua mình chỉ có đúng một level thôi chứ có nhiêu đâu. Đó. Nhưng mà cũng phải đợi hồi máu nữa. Đâu rồi con monkey này? Ê! Hello bọn. Đi đâu thế? Đi đâu đây? Đi đâu đây? Đây. Đây. Đào nha, đào. Ráng mà. Ráng. Đào. Vật. Xong. Đây. Ai. Xong lên đây chơi. Lên đây chơi. Rồi đó. Wow, thật là tối. Cũng rảnh ha. Trời tối là đi qua cái chỗ tối cho các bạn xem. Oh my god. Oh my god, hiểu không nào. Các bạn ơi, ngày hôm nay á, Happy đã kiểu như là đánh mấy cái con khỉ. Ok, không phải đánh mấy con khỉ mà kiểu đánh mấy con người ta. Chị quên này. Nói chung là mấy con người, ok. Mà Happy đã tích tụ được 15 tuổi rồi, thật là vui. Chứ là Happy cũng đã khám phá ra được cái ấy, cái lâu đài nè. Với cái núi lửa. Đúng không ta? Ừ đúng rồi. Với lại cái núi tuyết. Rồi có nhiều đó rồi đó. Và nếu như mà các bạn thích Happy chơi và lớp phút nữa thì nhớ like, share nhiều vô cho Happy có động lực để Happy làm tiếp những cái video và lớp phút như thế này cho các bạn xem nha. Và giờ thì chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Bye bye. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.